Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong thời gian vừa qua cũng rất nhiều người hỏi Tử Thông là làm thế nào để lấy vợ xong thì giàu? Hoặc là gì? Một số người nói là làm thế nào để lấy chồng xong thì giàu? Hoặc là gì? Tại vì cái việc là chọn chồng giàu rất khó, đâm ra họ muốn là gì? Lấy chồng xong mới giàu. Thì có cách nào không? Thì câu hỏi này cũng rất là hay và Tử Thông thấy cũng đây cũng là một chủ đề rất hay, đâm ra là Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lấy chồng lấy vợ để giàu. Thưa quý vị, thì trong cái bộ môn huyền học ấy, nó có rất nhiều cái ứng dụng thực tế vào trong cuộc sống đấy, bằng cách là gì, chọn ngày lành tháng tốt, chọn tuổi vợ chồng, chọn tuổi sinh con đẻ cái. Thì nếu mà chọn được những cái tuổi hợp mệnh này, lại chọn được cái thời điểm tốt nữa thì rất dễ trở nên giàu có đó. Quý vị thấy đấy, đơn giản một số người gặp cái cục diện là tứ hành xung chẳng hạn, vì vợ chồng xung khắc, đúng không ạ? Vợ chồng xung khắc tưởng chừng như đã chia tay, nhưng sau khi đẻ một đứa con ra, bỗng dưng thì lại hòa thuận trở lại, công việc thì ngày càng tấn tới đấy. Và cái bộ môn huyền học nó có một cái điều rất là đặc biệt mà đôi khi khiến cho chúng ta khó lý giải được, đơn giản chúng ta thường cho là mê tín. Nhưng mà ấy, quý vị ạ, bất kể con người hay là vạn vật trên cái trái đất này đều nó hoạt động theo một quy luật nhất định của cái vũ trụ. Vậy nên là gì? Với mỗi quy luật đó nó ảnh hưởng đến, tác động đến từng cá nhân chúng ta cũng sẽ khác nhau. Và từ xưa đến nay thì các thầy phong thủy, các chuyên gia cũng đã tận dụng cái quy luật này để ứng dụng trực tiếp vào đời sống con người, giúp cho đời sống nó được gì? Thuận lợi và gặp nhiều thành công hơn. Thì trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái chuyện là làm thế nào để chọn được cái người hôn phối, người vợ, người chồng, chọn được cái đứa con, chọn được cái đối tác làm ăn mà khi chúng ta kết hợp với nhau thì dễ có cơ hội là giàu sang phú quý. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì để xét về cái vận may đó thì người ta gọi là đó là cái vận thần tài. Thần tài tức là gì? Cưới vợ xong lại cưới vợ là cưới được thần tài, và cưới chồng cũng là cưới được thần tài, đúng không ạ? Đẻ con cũng là con thần tài, và chọn bạn làm ăn ấy, thì cũng là thần tài của mình đó. Thì nói qua một chút nhá, quý vị biết ấy, thì chúng ta có 12 thiên can, đúng không ạ? Từ Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhung, Quý. Và ngũ hành thì chúng ta cũng 5 ngũ hành. Nó theo quy luật tương sinh là kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, và thổ lại sinh kim đó, cũng như là quan hệ tương khắc. Thì hôm nay Tử Thông cũng sẽ dựa vào cái quy luật tương sinh tương khắc đó để hướng dẫn cũng như là gì, giúp quý vị chọn được những người mà hợp tuổi hợp mệnh mình, có thể là vợ, có thể là chồng, có thể là con, cũng có thể là đối tác làm ăn đó. Thì cái quy luật của cách chọn tuổi thần tài thì chúng ta sẽ dựa vào địa chi của năm, địa chi của năm sinh. Thì chúng ta dựa vào địa chi của năm sinh, đúng không ạ, và dựa vào thiên can để chúng ta xét. Thì với những người mà có thiên can là Giáp ấy, thì chúng ta sẽ lấy lộc tại Dần đấy nhá. Dần sẽ là lộc của những người có thiên can là Giáp, tức là những người có đuôi năm sinh là số 4, đúng không ạ? Và những người tuổi Mão sẽ là thần tài của những người có thiên can là Ất, có nghĩa là đuôi năm sinh là số 5 đấy, đúng không ạ? Những người có thiên can là Bính này, Bính và Mậu thì lấy lộc tại Tỵ, đúng không ạ? Bính này, Mậu này, Bính là đơn sinh là số 6 này, Mậu là 8 thì lấy lộc tại Tỵ. Những người có thiên can Đinh và Kỷ, Đinh, Kỷ, Đinh là gì? 7, Kỷ là 9 thì lấy lộc tại Ngọ nhá. Những người tuổi Ngọ sẽ là những người tuổi lộc của thiên can Đinh và Kỷ. Đó, tiếp theo là những người tuổi Canh thì lấy lộc tại Thân, đúng không ạ? Như vậy những người tuổi Thân sẽ là lộc của những người có thiên can là Canh, tức là đuôi năm sinh là số 0 đấy. Đó. Tiếp theo những người có thiên can là Tân thì lấy lộc tại Dậu, đúng không ạ? Tân là đuôi năm sinh là số 1. Và cuối cùng thì là những người có thiên can là Nhâm thì lấy lộc tại Hợi, tức là đuôi năm sinh là số 2. Và những người có thiên can Quý thì lấy lộc tại Tý, Quý là đuôi năm sinh là số 3. Đó. Thì đó là vị trí của thần tài. Và quý vị thấy này, bốn cái vị trí này, Sửu này, Mùi này và Thìn, Tuất, là bốn vị trí này không có thần tài.
Tức là 4 cái tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì không là thần tài của ai cả. Nhưng mà ví dụ những người tuổi Tân Sửu thì lại có thần tài nhá. Tân đấy là tuổi rộng đúng không ạ? Đó. Đó. Đó là cái vị trí của thần tài, thì quý vị có thể an trên tay để quý vị tính. Thì từ cái quy luật này thì chúng ta sẽ gì? Căn cứ thêm vào cái thuyết âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc để chúng ta tính. Thì nó sẽ được gì? Thuận lợi anh không? Đấy. Khi mà chọn được cái tuổi thần tài thì dễ được cái lộc trời ban. Đấy quý vị thấy đấy. Ví dụ như một số người, ví dụ như ông 1984 mà lấy 1998 hoặc là 1986 ấy, thì cái công việc làm ăn cũng rất là thuận lợi, hanh thông, đúng không? Ví dụ nhá, như là gì? Những người tuổi Nhâm Tuất là 1982 lấy tuổi Quý Hợi 1983 ấy, thì Nhâm mới lộc tại Hợi mà, tại là cục diện ngũ hành nó bình hòa nữa. Vì vậy mà gì? Cái cặp nào quý vị thấy ấy, Nhâm Tuất lấy Quý Hợi thì cũng khá thể tốt lành và may mắn. Đấy, cũng được gì thuận lợi và hanh thông. Hoặc là gì? Tuổi 83 Quý Hợi lấy 1984. Nam 83 lên nữ 84 hoặc nữ 83 lên nam 84 thì cũng gì làm ăn cũng gặp được nhiều may mắn. Thì đó là cái tuổi thần tài mà khi lấy nhau ấy, thì rất dễ có được cái vinh hoa phú quý. Vậy nên là gì, khi mà chọn được cái tuổi thần tài ấy, thì quý vị làm ăn cũng dễ dàng hơn. Tôi thử ví dụ một vài tuổi nhá. Sinh năm 1972, 1972 là tuổi Nhâm Tý đúng không ạ? Nhâm Tý thì lấy tuổi nào đúng không ạ? Thì Nhâm Tý chúng ta thấy là có thiên gần Nhâm này. Đó, và địa chi là Tý. Thì Nhâm Tý chúng ta lấy cái thiên can Nhâm này, Nhâm chúng ta lấy lộc tại Hợi đúng không ạ? Vị trí là gì? Những người tuổi Nhâm Tý thì có thể lấy người tuổi Hợi này. Ví dụ như là tuổi 1983 này. 1983 là Quý Hợi là tốt nhất này. Được cục diện là gì? Nhâm Tý là mộc đúng không ạ? Lấy vợ 83 thì được gì? Thủy mộc tương sinh, tức là vợ sinh chồng rất là tốt, hợp đạo, chuẩn. Tiếp theo là gì? Ví dụ như là tuổi 1980 canh thân đi. 1980 canh thân. Thì chúng ta thấy cái thiên can canh này, canh mới là tuổi thân đúng không ạ? Canh là tuổi thân. Như vậy là gì? Những người tuổi canh thân ấy mà lấy canh mới là tuổi thân thì có thể là chọn giáp thân không được đúng không ạ? Như vậy canh thân thì chỉ có thể là chọn gì? Canh thân là mộc. Như vậy là chọn cũng có thể chọn canh thân. Thì lấy vợ năm 1980. Chính vì vậy mà những người tuổi canh thân ấy, nếu mà lấy vợ cùng tuổi ấy, thì làm ăn cũng rất là dễ và cũng sẽ gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt lại đẻ ra con tuổi Tý và tuổi Thìn nữa thì lại càng tuyệt vời hơn. Đó, tuổi Tý tuổi Thìn. Ví dụ là đẻ con là tuổi Thìn, ví dụ như là Thìn 2000 ấy, hoặc là Nhâm Thìn ấy, vân vân. Nhâm Thìn 2012. 2012 thì cũng khá là đẹp. Đó. Và gì? Và cái tuổi canh thân này. Đấy, đặc biệt là những cái tuổi này lấy vợ cùng tuổi cũng rất dễ được phú quý giàu sang. Tiếp theo chúng ta ví dụ như một người 1985 Ất Sửu chẳng hạn, vì Ất Sửu Ất đấy là tuổi Mão thì quý vị có thể chọn lấy vợ tuổi tuổi Mão. Ví dụ như là tuổi Ất Sửu 1985 thì quý vị có thể chọn tuổi tuổi Mão đúng không ạ? Tuổi Mão Ất đấy là tuổi Mão thì quý vị có thể chọn những cái tuổi nào mà nó hợp với mình nhất, được ngũ hành tương sinh thì càng tốt. Nhưng mà Ất Sửu 1985 thì chỉ có thể lấy được gì, một là Đinh Mão 1987 hoặc là Kỷ Mão 1999. Đấy, nhưng mà Kỷ Mão sẽ tốt hơn. Kỷ Mão 1999 thì sẽ tốt hơn nhé. Rất là công diện, Kỷ Mão là 1999 là thổ, thổ sẽ sinh kim. Đấy, như vậy sẽ tốt hơn. Đấy. Như vậy là gì? Khi mà chọn được cái tuổi thần tài, tuổi quý nhân ấy, thì quý vị sẽ dễ dàng có được cái lộc lá đối với mình. Đấy. Thì để trả lời cái câu hỏi là lấy chồng xong giàu thì đây chính là cái câu trả lời cho các bác. Cứ chọn tuổi lộc mà lấy thì dễ có cơ hội là phát phú phát quý hơn những người khác. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về chọn lấy tuổi lấy chồng lấy vợ hay là chọn tuổi đối tác làm ăn để được giàu có may mắn. Đó. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái tuổi thần tài nhé để chúng ta xét. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.